Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết học môn lịch sử khối lớp 11. Ở bài trước thì sau khi học xong chuyên đề của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884, ta thấy Việt Nam từ một quốc gia phong kiến độc lập đã trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Vậy thì trong suốt 30 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược, thái độ của triều đình và của nhân dân đối lập nhau như thế nào? Chúng ta dựa vào sơ đồ này để thấy được sự đối lập đó. Ta thấy màu xanh thì phát triển ngày càng đi lên, còn màu trắng từng bước đi xuống, thỏa hiệp và đầu hàng thực dân Pháp. Năm 1884, sau khi ký hiệp ước Ba Tơ Nốt, thực dân Pháp đã đặt ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Tuy vậy, trên thực tế, chúng chỉ mới khuất phục được một bộ phận phong kiến đầu hàng, còn đông đảo nhân dân vẫn nuôi chí chờ thời, sẵn sàng đứng lên chống Pháp. Vậy thì để hiểu thêm về phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ 19 diễn ra như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài mới. Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19. Ở bài này gồm có các nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là phong trào Cần Vương. Ở phong trào Cần Vương thì có các nội dung cơ bản. Một là cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế và sự bùng nổ của phong trào Cần Vương. Hai là các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương. Nội dung thứ hai đó chính là tìm hiểu về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương. Ở đây chúng ta sẽ có ba cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Bãi Sày, khởi nghĩa Hương Khê và khởi nghĩa Ba Đình. Phần này cuối tiết cô sẽ hướng dẫn các bài từ các bản từ làm vào vở và từ hoàn thiện nội dung này. Nội dung thứ ba đó là tìm hiểu về phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỷ 19. Và ở phong trào này nổi bật nhất đó chính là phong trào nông dân yên thế. Phần này cô cũng hướng dẫn các bản từ hoàn thiện ở nhà. Đi vào nội dung thứ nhất, phong trào Cần Vương. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế và sự bùng nổ của phong trào Cần Vương. A nhỏ chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc phản công, hay còn gọi là hoàn cảnh lịch sử dẫn đến cuộc phản công đó. Vậy thì ở trên chúng ta thấy, sau Hiệp ước Hắc Măng và Ba Tơ Nốt, Pháp đã tăng cường thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Tuy nhiên, sau việc thiết lập chế độ bảo hộ này thì phong trào đấu tranh của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triển. Và nổi bật nhất là các phong trào kháng cự của nhân dân ta diễn ra từ Bắc vào Nam để phản đối các hiệp định của triều đình. Và chính thái độ kiên quyết của nhân dân cả nước đã cổ vũ cho phe chủ chiến trong triều đình. Vì vậy, phe chủ chiến đã dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân để tiếp tục hành động giành lại chính quyền. Vậy thì ở đây chúng ta cần thêm một khái niệm mới là phe chủ chiến. Vậy thì phe chủ chiến là một trong hai phe của triều đình Huế trong phong trào kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1883. Phe chủ chiến bắt đầu được hình thành từ sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862. Đối lập với phe chủ chiến là phe chủ hòa. Phe chủ hòa thì được sự ủng hộ rất lớn của vua Từ Đức. Còn phe chủ chiến đại diện những người đứng đầu gồm có Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường. Vậy thì phe chủ chiến đã có những hành động, những việc làm gì để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy trong nay mai? Dựa vào sách giáo khoa, chúng ta sẽ tìm hiểu được các việc làm của phe chủ chiến. Thứ nhất, đó là họ tiến hành phế bỏ những ông vua có biểu hiện thân Pháp, ví như vù dù như là vua Hiệp Hòa hoặc là vua Dục, Dục Đức. Và trừ khử những người không cùng chính kiến, đưa Hàm Nghi còn nhỏ tuổi nhưng yêu nước lên ngôi vua. Lúc đó ông mới 13 tuổi. Việc làm tiếp theo là tiến hành liên kết với các văn thân sĩ phu để xây dựng căn cứ ở Sơn Phòng, tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Vì như vậy là những hành động, những việc làm của phe chủ chiến đó chính là một sự chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy sắp tới. Nhưng những việc làm của phe chủ chiến không thể qua mắt được thực dân Pháp. Thực dân Pháp thực hiện âm mưu tiêu diệt cho bằng được phe chủ chiến. Và âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến được thể hiện rõ nét nhất
Đó là sau sự kiện Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đưa Hàm Nghi lên ngôi vua mà không báo cáo với Tòa Khâm Sứ Pháp ở Trung Kỳ. Vì vậy làm cho mối quan hệ giữa Tòa Khâm Sứ Pháp ở Trung Kỳ và triều đình trở nên căng thẳng. Viện vào cớ đó, Pháp tìm cách tiêu diệt phe chủ chiến. Hơn nữa, vào tháng 5 năm 1885, Pháp tăng cường lực lượng cho Trung Kỳ. Đó chính là vào thời gian đó thì toàn quyền Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ đưa quân vào Huế, tiến hành mở một cuộc yến tiệc tại Tòa Khâm Sứ và mời quan viên của Viện Cơ mật triều đình sang tham dự. Mục đích sâu xa nhất của buổi yến tiệc này là tìm cách bắt Tôn Thất Thuyết tại đó. Và biết trước được ý định của Pháp thì Tôn Thất Thuyết tiến hành cáo ốm không sang. Xong Pháp cố tình bắt ép Tôn Thất Thuyết yêu cầu ông sang, nếu không thì sẽ cho người sang khiêng. Như vậy đến đây thì thực dân Pháp đã thể hiện rõ cái thái độ muốn tiêu diệt đến cùng Tôn Thất Thuyết và phe chủ chiến. Thì trước tình hình đó, Tôn Thất Thuyết không còn lựa chọn nào khác là phải tiến hành ra tay trước. Đây chính là hình ảnh của Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết là một trong những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, từng giữ nhiều chức quan lớn nhỏ trong triều đình. Ông là người đứng đầu phe chủ chiến chuẩn bị lực lượng đánh Pháp giành lại chính quyền. Và người Pháp đã từng nhận xét về Tôn Thất Thuyết như sau. Với Tôn Thất Thuyết thì ông không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào. Ông coi các quan lại thỏa hiệp như là kẻ thù của dân tộc. Một đạo đức lớn đã được bộc lộ rõ rệt trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời ông. Đó chính là sự gắn bó lạ lùng giữa đời ông với Tổ quốc. Đây là một nhận xét có thể nói là rất khách quan về Tôn Thất Thuyết, về tính cương trực cũng như lòng yêu nước của ông. Còn đây là nhân vật Hàm Nghi, một ông vua mới lên ngôi lúc 13 tuổi. Ông là một trong 8 vị hoàng đế của nhà Nguyễn và từ hiệu của ông chính là Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Vậy thì phe chủ chiến và Tôn Thất Thuyết đã tiến hành cuộc phản công này như thế nào? Chúng ta chuyển sang mục B nhỏ, diễn biến. Đây chính là sơ đồ cuộc phản công của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế. Thì như chúng ta đã biết, vào đêm ngày 4 tháng 7 năm 1885, thực dân Pháp tổ chức buổi yến tiệc tại Tòa Khâm Sứ. Và lợi dụng vào thời cơ đó thì Tôn Thất Thuyết đã ra lệnh cho quân triều đình tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và Tòa Khâm Sứ. Ban đầu khi mới tấn công, do yếu tố bất ngờ cho nên Pháp chưa kịp phản công. Nhưng sáng hôm sau, sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, quân Pháp bắt đầu phản công. Đây là hình ảnh giao chiến giữa Pháp và phe chủ chiến tại Tòa Khâm Sứ và đồn Mang Cá. Và sau khi Pháp phản công vào ngày 5 tháng 7 năm 1885, thì gặp nhiều khó khăn, tổn thất nặng nề, Tôn Thất Thuyết quyết định đưa Hàm Nghi cùng Tam Cung rời Hoàng Thành ra Tân Sở. Và theo sử sách có ghi thì đoàn đi khoảng 1.000 người. Đi được 2 ngày đường thì đoàn bắt đầu chia làm hai. Một nửa thì gồm có hoàng thân, người già, phụ nữ và trẻ em quyết định quay trở lại Kinh Thành Huế. Nửa còn lại thì theo vua và Tôn Thất Thuyết đi xây dựng căn cứ chống Pháp. Và trên đường đi thì nhà vua đã bắt đầu dần ý thức được trách nhiệm của một ông vua mất nước và quyết tâm kháng chiến chống Pháp. Ra đến Quảng Trị, ngày 13 tháng 7 năm 1883, lấy danh nghĩa Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. Đến đây chúng ta lại tìm hiểu một khái niệm mới là chiếu Cần Vương. Vậy thì theo em hiểu thế nào là chiếu Cần Vương? Xuống chiếu Cần Vương nhằm mục đích gì? Cần Vương có nghĩa là giúp vua, phò vua. Nội dung chủ yếu của chiếu Cần Vương là kêu gọi bách quan, khanh sĩ, văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước ra sức Cần Vương vì mục tiêu đánh Pháp. Mục đích trong chiếu Cần Vương: tầm tuổi trẻ nối ngôi, không lúc nào không nghĩ tới từ cường từ trị, trọng đức mỏng để đô thành bị hãm, xe giả phải rời xa, bách quan không canh sĩ không kể lớn nhỏ, tất không bỏ trầm, kẻ trí hiến mưu, người dụng hiến sức,
Kẻ giàu bỏ của giúp quan nhu, chuyển nguy thành an, thu lại bờ cõi. Đó là một đoạn trích trong Triệu Cần Vương. Và đây là lần đầu tiên sau 30 năm tiến hành kháng chiến chống Pháp thì nhà vua Triều Nguyễn mới tiến hành là xuống chiếu kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. Vì vậy, Triệu Cần Vương đã nhanh chóng thổi bùng lên một ngọn lửa yêu nước cháy âm ỉ bấy lâu nay. Cần Vương đã nhanh chóng trở thành một ngọn cờ là nơi quy tụ lực lượng để đánh Pháp. Và sau này, khi Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam lần thứ hai, từ năm 1945 cho đến năm 1954, thì vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nhưng mà Triệu Cần Vương đã nhanh chóng thổi bùng lên một ngọn lửa yêu nước trong nhân dân và làm bùng nổ phong trào Cần Vương. Vậy thì phong trào Cần Vương diễn ra như thế nào? Chúng ta sang nội dung thứ hai, các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương. Thì dựa vào sách giáo khoa, chúng ta thể tìm hiểu phong trào Cần Vương diễn ra gồm có mấy giai đoạn. Thế dựa vào sách giáo khoa, chúng ta sẽ chia phong trào Cần Vương làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ năm 1885 cho đến năm 1888, chúng ta sẽ tìm hiểu trên các yếu tố về lãnh đạo, địa bàn, khởi nghĩa tiêu biểu và kết quả. Thì ở giai đoạn thứ nhất, lãnh đạo không ai khác, đó chính là vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Địa bàn cuộc khởi nghĩa diễn ra chủ yếu ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Thì điều này thể hiện rõ rệt nhất trong cái sự lược đồ bên cạnh. Các bạn nhìn vào đó, chúng ta thấy những đốm lửa màu vàng đó chính là nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa. Và nó tập trung chủ yếu ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đặc biệt là Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Còn phần Nam Trung Kỳ thì lẻ tẻ hơn, thưa thớt hơn. Còn riêng phần Nam Kỳ thì chúng ta thấy không có bóng dáng trong phong trào Cần Vương. Vì lý do đây là vùng đất trở thành thuộc địa của Pháp. Khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương phải nhắc đến khởi nghĩa của Mai Xuân Thượng, của Phạm Bành, của Trần Văn Dư và rất rất nhiều cuộc khởi nghĩa khác nữa. Kết quả, cuối năm 1888, vua Hàm Nghi bị bắt và bị đẩy sang Algeria. Thì sau khi vua bị bắt, Pháp tìm mọi cách thuyết phục nhà vua trẻ cộng tác với Pháp để làm bù nhìn. Chúng đề nghị đưa vua về Huế để gặp gia đình thăm vua Đồng Khánh, ông vua mà mới được phát dựng lên sau khi là vua Hàm Nghi rời khỏi hoàng thành. Nhưng tất Hàm Nghi đều từ chối quyết liệt và thẳng thắn khước từ. Vua nói, tôi thân đã tù, nước đã mất, còn dám nghĩ chi đến việc gặp cha mẹ, anh chị em nữa. Không mua chuộc nổi vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã đẩy ông đi sang an trí tại Algeria, một đất nước thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi. Tại đây, Hàm Nghi từ chối tẩy chay học tiếng Pháp, nhưng về sau, để hiểu được văn hóa Pháp và thế giới thì ông đã tiến hành học tiếng Pháp, tìm hiểu sâu sắc về văn chương, nghệ thuật và trở thành một họa sĩ có tài. Dù vậy, khi về nhà thì chúng ta thấy Hàm Nghi vẫn luôn giữ tập quán phong tục của người Việt Nam, đó là búi tóc, là quần the, là áo dài. Cửu hoàng của chúng ta lập gia đình tại đây và sinh ra được 3 người con. Ông sống ở đây 47 năm và mất ở đây luôn, thọ 64 tuổi. Thì lúc đầu những nhà vua yêu nước như Hàm Nghi, Thành Thái hay Duy Tân không được thờ trong thế miếu của nhà Nguyễn. Và đến năm 1956 thì chính phủ Sài Gòn mới thiết hướng án thờ Hàm Nghi trong thế miếu ở Huế cùng với các vua Thành Thái, Duy Tân. Đó là kết thúc giai đoạn thứ nhất của phong trào Cần Vương. Sang giai đoạn thứ hai, từ năm 1888 đến năm 1896, chúng ta cũng tìm hiểu trên các yếu tố giống như giai đoạn thứ nhất, đó là lãnh đạo, địa bàn, khởi nghĩa tiêu biểu và kết quả. Thì ở giai đoạn thứ hai, lãnh đạo đó chính là các văn thân sĩ phu yêu nước. Địa bàn thu hẹp chủ yếu ở vùng núi và vùng trung du. Khởi nghĩa tiêu biểu đó là khởi nghĩa Hồng Lĩnh, Hương Khê, Ba Đình. Kết quả, đến năm 1896, phong trào Cần Vương chấm dứt. Và năm 1896 cũng chính là mốc đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. Đó chính là cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vậy thì, vào hai giai đoạn của phong trào Cần Vương, chúng ta thấy có sự khác nhau. Khác nhau đầu tiên đó chính ở sự lãnh đạo.
Khác nhau thứ hai là ở địa bàn, ở phạm vi hoạt động. Vậy thì đây là phong trào cần vương, có nghĩa là phò vua giúp vua cứu nước, kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. Nhưng tại sao ở giai đoạn thứ hai, vua Hàm Nghi bị bắt, không còn lãnh đạo nữa, nhưng phong trào cần vương vẫn diễn ra quyết liệt? Điều đó nói lên vấn đề gì? Thì chúng ta có thể biết là sau khi vua bị bắt, tính chất cần vương, tính chất phò vua không còn nữa, nhưng mục đích cứu nước vẫn luôn là mục tiêu hướng tới của nhân dân ta. Vì vậy, sau khi vua bị bắt thì phong trào vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt. Điều đó chứng tỏ cần vương chỉ là danh nghĩa, là khẩu hiệu, còn tính chất yêu nước, chống Pháp mới là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong phong trào cần vương. Vì vậy, phong trào cần vương mang đậm tính dân tộc sâu sắc. Đó chính là các giai đoạn và nội dung chủ yếu của phong trào cần vương. Còn phần còn lại là tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào cần vương và phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỷ 19. Thì lúc nãy cô nói đây là phần các bạn tự làm ở nhà. Cô sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện vào vở theo mẫu sau. Đó là chúng ta hoàn thành theo cái niên biểu về cuộc khởi nghĩa. Và trong cuộc khởi nghĩa đó, ví dụ là khởi nghĩa Bài Sầy, khởi nghĩa Hương Khê, khởi nghĩa Ba Đình hay là phong trào nông dân Yên Thế, thì chúng ta cũng làm theo cái trình tự, đó chính là về mặt lãnh đạo. Ai là người lãnh đạo chính trong cuộc khởi nghĩa này, trong phong trào này? Lực lượng tham gia là những thành phần nào trong xã hội? Địa bàn chủ yếu diễn ra ở đâu? Những nét diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa và các phong trào đó, kết quả đạt được là gì? Chúng ta tự theo dõi trong sách giáo khoa và tự hoàn thiện vào vở của mình. Và trước khi kết thúc tiết học, chúng ta sẽ tham gia một trò chơi đi tìm chìa khóa. Thì ở đây chúng ta sẽ có 7 câu hỏi. Từ 7 câu hỏi này chúng ta sẽ tìm ra cái ô từ chìa khóa ở phía dưới. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt từng câu. Câu 1, khái niệm này là khái niệm để chỉ những người trí thức đỗ đạt thời phong kiến, gồm có 7 chữ cái. Vậy thì thời phong kiến, những người trí thức đỗ đạt thường được gọi là, chúng ta xem thử đó là gì, đó là văn thần. Câu hỏi số 2, có 11 chữ cái. Phong trào cần vương từ năm 1885 đến năm 1896 chia làm mấy giai đoạn? Thì lúc nãy cô nói phong trào cần vương từ năm 1885 đến 1886 được chia thành hai giai đoạn. Như vậy chúng ta điền vào đây đó chính là hai giai đoạn. Câu hỏi số 3, tên phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ 19. Tên này, phong trào này chúng ta vừa học ở trên, không có phong trào nào khác, đó chính là phong trào cần vương. Câu số 4, 8 chữ cái. Pháp tăng thêm 3 chấm quân sự để loại phái chủ chiến và siết chặt bộ máy kim kẹp. Thì lúc nãy cô có nói là vào tháng 5 năm 1885, thực dân Pháp tăng cường lực lượng quân sự, và chúng ta điền vào đây đó chính là từ lực lượng. Câu hỏi số 5, có 7 chữ cái là tên quốc gia mà thực dân Pháp đưa Hàm Nghi sang đi đày. Thì năm 1888 sau khi bị bắt, thực dân Pháp không mua chuộc được Hàm Nghi, vì vậy đã tiến hành đày ông sang ở đất nước ở Bắc Phi, là đất nước thuộc địa của Pháp, đó chính là đất nước Algeria. Câu hỏi số 6, gồm có 6 chữ cái. Một trong hai nơi phải chủ chiến phản công Pháp ở Kinh Thành Huế, thì đêm ngày 4 rằng ngày 5 tháng 7 năm 1885, phe chủ chiến tiến hành phản công Pháp ở hai địa điểm, đó là Tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá. Vậy thì trong hai địa điểm đó, địa điểm nào có 6 chữ cái? Đó là Mang Cá. Câu hỏi số 7, tên của một người đứng đầu phái chủ chiến ở Kinh Thành Huế. Thì lúc trên cô có nói đứng đầu phái chủ chiến gồm có các nhân vật đại diện Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường. Về người đứng đầu phe chủ chiến đó không ai khác, đó chính là Tôn Thất Thuyết. Vậy thì từ các chữ cái trong ô màu vàng ở phía trên, chúng ta gộp xuống, ghép lại và tìm ô từ chìa khóa ở phía dưới. Và gợi ý của từ chìa khóa này đó chính là tên thật của một người lãnh đạo phong trào cần vương. Cần vương có nghĩa là phò vua, là giúp vua cứu nước. Vậy thì trong bài này chúng ta thấy lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa này đó chính là vua Hàm Nghi, giúp vua Hàm Nghi để cứu nước. Vậy thì tên thật của vua Hàm Nghi là gì? Đó chính là Ân Lịch.
Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn nhớ làm bài tập ở nhà, đó chính là tự soạn vào vở, hoàn thiện nội dung về các cuộc khởi nghĩa.